và mua sắm thì thấy cửa hàng bày bán rất nhiều hoa quả. Mình rất thích những cái loại hoa quả mà có đầy đủ các tem mác như là chất lượng. Khối lượng hàng hoa quả của mình rất là đa dạng và đặc biệt hoa quả rất là tươi, ngon. Nhà mình có bé nhỏ nên mình lựa chọn rất kỹ về cái sản phẩm khi dùng cho bé và dùng cho gia đình. Đến với buổi khai trương của thương hiệu Dean Food Store này, tôi cảm thấy là tôi đã hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn được một cái thương hiệu hoa quả nhập khẩu mà vừa uy tín về chất lượng cũng như là vừa phù hợp với cái tiêu chí giá cả. Chính vì vậy nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ là một khách hàng thường xuyên và thân thiết với thương hiệu này. Định hướng của tôi là sẽ bán hàng đúng nguồn gốc xuất xứ, cam kết về chất lượng, giá thành hợp lý đối với người tiêu dùng. Mở một hệ thống trái cây nhập khẩu trên thị trường rất là nhiều cửa hàng để phục vụ cho người tiêu dùng.